Sợ đau chứ. Ước gì cục mù nói gì không phải chờ gì trời. Chị đi đâu đâu mỗi lần qua lắng lắng nhận máy số báo danh của chị Loan luôn, họ nhận số là ăn là máy số. Nên muộn không cũng dễ, muộn Thì nay muộn thì lắm, chín hết rồi. nói ông tám mấy cái trà trà năm chặt trà nó cũng bay ra thôi. Ri rồi mà cũng còn 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 đau nữa đây này. Không bay được vậy gì chị đó trời. Thở lắm đi em, hít sâu thở đều, thở quá bay vô mặt chị hết. Không nặng nữa, đỡ đi, bình thường đi. Không, muộn ní, nói chung là có nhiều người chịu đau không được thì nó sẽ rất là đau. Dẫn cho thật dễ thôi, ta đau mà ta muộn ta gần chết. Chứ chị để không đau. Ta đau chứ mà chị được. Rồi 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 thôi, để tôi lái mấy cái cục đen đen. Rồi. Ăn vợ rồi sao tuần sau quá không giờ đây nữa trời. Ăn kẹo không? Lương gấu ôm gì? Ăn kẹo cho nó có cái gì để nút nè. Bỏ những cái kẹo vô cho nó ngọt ngọt cái miệng. Ngon thiệt mà, ý là nó đỡ. Không lỡ rồi phải nặng cục này thôi. Nó đang thui thùi thùi. Đúng vậy, đúng vậy. Cho kẹo ngọt hay kẹo chi đó bay? Phải ngọt chứ. Cho cái kẹo thay điếng. Kẹo đắng không? Ngọt ngào. Chị này không được nghe. Dụ. Ừ. Có cái chi để cho nút chứ không là con gì đây nè, cho đi bữa hôm muốn qua tim chị bà cho tôi cây kẹo tôi ngậm để tôi có đồ tôi nút nó đau quá thôi mày đừng quỡ mày để yên cho tao làm xí tao mày quá đi. Chắc Hà nặng câu này Hà cũng áp lực lắm mày. Không, không gì Hà nặng cũng đấu ngán ra la làng lắm nè không? Có chị Loan vô quốc hai cục thôi. Đoạn cuối chị Loan vô kìa, đây cũng đẹp. Xí đoạn cuối không xí nữa, chuẩn bị tinh thần đi. Đoạn cuối không quốc cục bây về. À, cái là về nhớ thứ tư qua lại, cái là có nào hẹn tới chờ đó. Đó, hẹn miếng luôn. À, nên là thấy thẻ được rồi mới về đây đó nhé. Rồi làm đi chứ à, để đi. Giỏi gì sợ nha. Thế là ông trai đi ra đường mang cái áo gì vô rồi. Ô, thằng nó nấu đầy người. Vì ông trai thường hay cởi áo và đồ gì vậy. Vùng này là vùng nhạy cảm, là vùng mụn hay sướng kinh. Chị Loan thì sướng, thả cái tay xuống thôi. Không sao đâu, không sao. Chị cứ để y thôi vậy. Chị Loan lấy mấy hộp nặng nặng ở trên ha, đã hết rồi. Họ có 2-3 hộp nữa. Còn cái lưng nữa, nguyên cái lưng của chị. Nhiều hộp bạc.
cái lưng thôi một phát nữa. Từ em sẽ nhẹ nhàng hết sức. Ru may mà mụn hắn dễ đó nghe. Ấy là may mấy cục này là có yêu cầu ai không? Là khách tiếp thì lo lắm. Không những nhận khách tiếp thì chờ phế đó. Thì lo không khách lắm. Đã đi con. Giỏi nè. Sao nè, sao xíu. Khách mà họ muốn chậm theo mình luôn. À họ coi rồi. Ai mà vội mà coi cái này chắc họ dễ nổi điên lắm. Con đi rắn rìa ghê. Nằm mụn như con rìa. Thì cứ còn hơn chảy lương. À Phúc đi lấy đồ chưa? Mấy giờ rồi? Ná xí thôi. Lỡ rồi, phải cho ra. Ra, xí ơi. Nhìn nè. Râu. Xong lần trước rồi đó, lần xong lần trước rồi đó. Nghiêm cái mặt cô xí rồi. Thôi lắm nha, thôi lắm nha. Người quay cũng hấp hối. Nó kệ em nằm với mình được. Chủ yếu là đừng có quậy quá được. Thôi lắm xí nha. Nhẹ mà, mấy cái gì, cái gì đâu trời. Kiến thắng không? Kiến chúa. Đau nè. Thở ghê quá. Thở vô mặt rồi đó. Cái kim mà mới rờ thôi. Cái chị đừng nó. Nhưng mà em phải nể chị siêu thiệt ấy chứ. Nhọc. Nhọc. Thì đến lượt nhọc à. Nhọc thì cười thôi. Đến nặng đau rồi. Đau là thấy nhọc. Thì cái tay mình động cái bay ra, động bay ra mặt luôn chậm nhãi. Cái trà ơi, đi gặp tao người ta đi tắm mà ta ngâm ta lấy cái trà tắm nó cho trà cũng bay ra nữa chứ đừng nói chim. Cũng dễ lắm chị.
này ráng này xíu thôi. Trời ơi, trẹo cái cổ vì bị nặng cho ông đi á. Người như đây là chị lo hệ cổ đó nè. Anh em hai cao, hai hồng nữa chứ má. Đúng rồi, hai hồng nữa thôi. Ráng hai hồng nữa thôi. Rồi thấy cái đằng trước, đằng sau nữa. 10 phút mình sẽ im. Một phát nữa thôi.